Sáng nay, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại hang 8 Thanh niên xung phong và đường 20 Quyết Thắng 14 tháng 11 năm 1972, 14 tháng 11 năm 2022 tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch. Buổi lễ đã tái hiện lịch sử, làm sống lại những ký ức về một thời oanh liệt, hào hùng của dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường 20 Quyết Thắng là địa danh đã ghi đậm trang sử vẻ vang của dân tộc. Với tinh thần đánh địch mà đi, mở đường mà tiến, sống bám đường, chết kiên cường, dũng cảm, hàng nghìn chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông đã anh dũng hy sinh trên con đường huyền thoại này. Trong đó có 13 anh hùng liệt sĩ là thanh niên xung phong và chiến sĩ pháo binh hy sinh ngày 14 tháng 11 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông tại đường 20 Quyết Thắng, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, góp phần vào chiến thắng vẻ vang tại chiến trường miền Nam.